tôi đã có hơn 3 năm làm việc trong một công ty kinh doanh thương mại. Sau hơn 3 năm làm việc đó, tuy đã rất là nỗ lực và cố gắng, nhưng mà những cái thành quả tôi thu về thì không thực sự đạt được như cái kỳ vọng mà tôi mong muốn. Đó là chính là cái động cơ mà thôi thúc tôi đi tìm kiếm những cơ hội khác. Sau hơn 5 tháng làm việc với tập đoàn Cyber Connect, tôi đã đạt được một kết quả. Đó là tôi có một cái xét thu nhập là hơn 30 triệu Việt Nam đồng. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ về sản phẩm, về công ty, về chủ tịch cũng như về chính sách trả thưởng của tập đoàn Cyber Connect. Và tôi nhận thấy ở đây có một cái dòng sản phẩm rất là tuyệt vời. Đây là một dòng sản phẩm mà đối với thị trường nó có một cái sức cạnh tranh rất lớn về giá. Tất cả cái ước mơ đấy được thể hiện trong một cái câu nói, đó là một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh và du lịch khắp Nam Châu. Và với cuộc sống bây giờ thì không chỉ đơn giản là cơm ăn áo mặc nữa, mà còn rất nhiều những cái giá trị khác mà con người ta muốn hướng đến, về tài chính, về tự do, về du lịch, về hạnh phúc gia đình, về sức khỏe và rất nhiều những cái giá trị khác nữa. Và với cái phong cách sống khỏe mạnh Wellness, với cái thương hiệu Cyber Wellness thì nó đáp ứng được tất cả những cái mong muốn, những cái điều kỳ vọng của cuộc sống của người dân bây giờ. Với cái cơ hội Cyber Wellness thì chắc chắn là những cái điều mà tôi mong muốn sẽ đạt được.